Một trong những điều chỉnh của Bộ Giáo dục Đào tạo trong khâu xét tuyển dự kiến sẽ có hai hình thức đăng ký xét tuyển là nộp phiếu đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển cho trường qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc đăng ký trực tuyến qua website của trường. Thí sinh cũng đăng ký xét tuyển đợt 1 vào hai trường, mỗi trường không quá 2 nguyện vọng và không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Tôi nghĩ rằng là những cái đổi mới năm nay thì về cơ bản là còn thuận lợi cho thí sinh. Tức là ví dụ như thí sinh không cần phải đến trường đại học mà xếp hàng để đăng ký hồ sơ trực tiếp mà chỉ dùng hình thức bưu điện và online. Thì đấy là điều các em rất thuận lợi. Và năm nay thì năm ngoái thì 4 tờ giấy chứng nhận kết quả với mỗi lần như thế là có 4 nguyện vọng, như vậy là về lý thuyết là 16 nguyện vọng. Và cũng tạo ra cái sự ảo lớn hơn cho đại học và cho các em. Còn năm nay thì mỗi lần như vậy thì chỉ cần là nộp vào 2 hoặc 3 trường và mỗi trường chỉ có 2 nguyện vọng. Như vậy là tôi nghĩ rằng là vừa cũng thuận cho các em mà cũng thuận cho các trường. Một điểm đáng lưu ý của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay đó là mở rộng 120 cụm thi Trung học phổ thông quốc gia, trong đó có 70 cụm thi đại học và 50 cụm thi tốt nghiệp. Như vậy, năm nay số cụm thi đại học tăng lên gần gấp đôi so với năm ngoái. Loại hình cụm thi này sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Điều này cũng có nghĩa thí sinh sẽ không phải đi lại từ tỉnh này sang tỉnh khác. Tại Lâm Đồng có 2 cụm thi đại học do trường Đại học Đà Lạt chủ trì và cụm thi số 39 là cụm thi tốt nghiệp do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì. Theo tiến sĩ Lê Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt, năm nay mỗi tỉnh thành đều tổ chức cụm thi đại học. Như vậy, đối với Lâm Đồng, đặc biệt là tại thành phố Đà Lạt, thí sinh sẽ thuận lợi hơn trong việc đảm bảo cơ sở vật chất cũng như chỗ ăn, nghỉ, đi lại, sẽ giảm bớt khó khăn không như năm ngoái. Chúng tôi phải chủ trì và phải phối hợp với Sở Giáo dục, các sở ban ngành của tỉnh để tổ chức một kỳ thi mà nó bảo mật, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Và năm nay thuận lợi hơn đấy là sau khi có kết quả thì vừa gửi dữ liệu về bộ, vừa kiểm tra và in cái kết quả cho các em, cấp mã cho các em để các em đăng ký vào Đại học Đà Lạt hoặc trường khác. Cho nên năm nay như vậy là thuận lợi hơn năm ngoái. Tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thì ở loại cụm thi này, cái số lượng giáo viên, số lượng giảng viên, cán bộ ở các trường đại học thì sẽ tăng lên so với kỳ thi năm 2015. Đối với việc chấm bài thi thì năm nay bộ cũng có một cái điều chỉnh, đó là chấm bài của các thí sinh thì cái số lượng giám khảo là các thầy cô ở các trường trung học phổ thông cũng sẽ tăng lên so với năm học 2015. Cái thay đổi này nhằm hướng tới một điều, đó là đảm bảo cái tính khách quan, công bằng của kỳ thi, đồng thời là cũng đảm bảo là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh dự thi. Còn đối với các thí sinh cho rằng những điều chỉnh của Bộ Giáo dục Đào tạo năm nay sẽ giảm bớt được căng thẳng trong khâu nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm đổi mới, như năm nay chúng ta sẽ thi ở tại tỉnh, không thi theo cụm như năm ngoái. Chúng ta có 4 nguyện vọng nộp vào 2 trường và không được rút hồ sơ. Chúng ta sẽ nộp hồ sơ trực tuyến chứ không phải xuống tại trường để nộp nữa, và điểm cộng, điểm vùng được giữ nguyên. Em nghĩ là sẽ tạo ra được những thay đổi tích cực trong kỳ thi năm nay và sẽ khắc phục được những điểm hạn chế của kỳ thi năm ngoái, và học sinh sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Em cũng có đôi chút lo lắng, tuy nhiên là vẫn còn khoảng 3 đến 4 tháng nữa để ôn, và em sẽ cố gắng ôn tập thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Như vậy, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 đang đến gần. Với những điều chỉnh của Bộ Giáo dục Đào tạo, hy vọng sẽ giảm bớt được áp lực đối với các trường đại học và Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì cụm thi xét tuyển cao đẳng đại học và tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2016. Việt Nam hiện đứng thứ 18 trên tổng số 20 nước có người dùng Internet lớn nhất thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ người chưa thành niên sử dụng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, có đến trên 60% trẻ em truy cập mạng chỉ để tán gẫu và chơi game. Thậm chí có những học sinh còn trở nên nghiện sử dụng mạng xã hội.